Hello, chào anh em, chào toàn thể các bác đam mê nhé. Em lại tiếp tục là giới thiệu cho bác là về những cái linh phụ kiện để anh em sửa chữa bơm cao áp nhé. Trên màn hình của các bác đang quan sát, đây là những cái dòng sim, ti bơm này, những cái xi măng này, đấy, và một cái bộ sửa, bộ sim sửa bơm, kết hợp với cả cái ti bơm các bác nhé. Những cái linh phụ kiện này nó rất chi là quan trọng để anh em sửa chữa, nâng cấp cái bơm cao áp. Cái điều tất nhiên là khi anh em chơi súng ấy, đấy, hết hơi thì anh em phải bơm hơi. Đấy, bên em là vẫn đủ cho các bác là đầy đủ tất cả các mẫu bơm, từ bơm tay, bơm máy anh em nhé. Khi mà chúng ta bị dùng thần một thời gian đấy, anh em có nhiều hiện tượng như là bơm nó lặng, bơm nó không lên hơi. Đấy, dẫn đến là anh em không bơm được thì cái cách sửa chữa, cách giải quyết tốt nhất là chúng ta tự mình sửa chữa. Đấy thì nó sẽ thứ nhất là đỡ tốn thời gian này. Thứ hai là anh em đều biết được là trong cái bơm nó có những gì hay là sửa chữa phần nào, nhiều khi các bác làm quen ấy, thành thục thì đỡ mất mất tiền mua bơm. Đây em bày ra đây là những cái ti bơm này, những cái sim này, những cái xi măng và cái bộ sửa chữa bơm cao áp em nhé. Em sẽ báo giá cho anh em là những cái linh phụ kiện này rất chi là rẻ thôi. Đấy, các bác mua hàng thì alo trực tiếp cho em vào những cái số điện thoại em đã để ở góc màn đây. Đấy. Các bác chú ý nhé, tại vì là trong cái bơm ấy nó có rất nhiều những cái phụ kiện, cho nên là đến phần nào thì em sẽ nói rõ những linh phụ kiện đó coi nhé. Để mua bán thành công thì anh em nhấc máy alo trực tiếp cho em vào những cái số điện thoại em đã để ở góc màn ảnh đây. Những cái số điện thoại này đều có Zalo anh em nhé. Anh em muốn rõ chi tiết hình ảnh hay là video thì anh em add Zalo những số đó cho em là được. Rồi, đầu tiên là giới thiệu cho các bác là cái ti bơm nhé, ti bơm. Đấy. Ti bơm là ti đồng anh em nhé, ti đồng này. Đấy, sim mà sim xanh anh em quan sát này. Ti đồng, sim mà sim xanh nhé. Đấy, các bác quan sát này. Đấy. Cái ti bơm này thì nó rất là quan trọng này. Anh em chơi lâu ngày nó bị gãy ti. Đấy, bị gãy ti hay là bị xước sắc cái ti này, anh em có thể thay thế. Cái ti này nó sẽ sử dụng nó cái sim xanh chịu nhiệt cực tốt này. Đấy. Xước măng này. Đấy, ti phiên bản đời mới nó rất là đơn giản thôi, chỉ có như này thôi, không có lò xo, cho nên là anh em không lo nghĩ về vấn đề hỏng lò xo. Nhiều khi là cái ti đời cũ ấy, cái lò xo của nó ấy, thời gian dùng nó hỏng một thứ anh em thay thế rất là khó. Em bán cái này em bán theo cặp này, 150.000 một cặp các bác nhé. Các bác mua theo cặp giúp em, 150.000 một cặp này. Đấy, ti bơm này, loại ti này người ta làm rất là dày nhé, rất là dày. Riêng tình trạng mà gãy ti thì là hầu như là không có nữa rồi. Đấy. Tiếp theo là cái bộ sửa chữa. Đây, bộ này thì là nó sẽ có một ti. Đây nhé. Anh em mua lẻ cái bộ như này. Đây. Bộ này nó sẽ đầy đủ cho anh em là tất cả những cái sim ở trong cái bơm này, sim to, sim nhỏ này, hạt gạo này, form nhựa này, lò xo này, xi măng này, đấy, sim nhỏ, sim to, sim mỏng, sim dày, nó đều đầy đủ hết cho các bác nhé. Đấy, một bộ như này. Đây em vào đóng trong cái túi này nhé, trong cái túi này một bộ là chưa có cái ti bơm này nhé, chưa có ti bơm, một bộ như này cao nhé, bộ như này thì nó rơi vào là 100.000 bao ship này, 100.000 bao ship. Các bác mua thì em khuyên anh em là mua theo cái ti ấy. Đây anh em mua một bộ đây kèm theo ti như này thì là 150.000, 150.000 bao ship anh em nhé. Đấy, ok chưa anh em? Còn bác đây, bác mua như này vẫn là 150.000 bao ship này. Đấy, con sim ti bơm anh em nhé. Còn cái những xi măng này này, xi măng đây, ở trong cái ti đây nhá. Đây này, trong cái ti bơm có xi măng mấy sim em cũng bán lẻ cho anh em. Các bác mua kha khá một tí nhá, để em gửi. Xi măng này thì là 10.000 một cái, 10.000 một cái, còn cái ti bơm này, cái sim bơm này là 5.000 này, 5.000. Anh em mua như này này, hai ti bơm này, hai sim này, đấy, hai xi măng đây này, đây để em hai xi măng, hai sim thì là 170 nhé. Đây, đấy, combo là hai ti bơm, hai sim, hai xi măng, 170.000 bao ship. Các bác mua theo combo giúp em cho nó rẻ em nhé, đấy tội gì. Nhiều khi là bọn em gửi đi nó cũng là đỡ, gửi đi là cũng sướng anh em nhé. Đấy, rồi. Cái video giới thiệu về mặt hàng là dòng sim ti bơm dùng cho anh em sửa chữa thay thế bơm có áp đến đây là kết thúc.
bác mua hàng thì alo trực tiếp cho em vào những cái số điện thoại em nó để ở các màn hình đây. À, những cái số điện thoại này là đều có Zalo anh em nhé. Anh em muốn rõ chi tiết hình ảnh hay là video thì add cái nội dung số đó cho là được. À, một cái video ngắn đến đây là kết thúc. À, xin chào anh em, hẹn anh em vào những video tiếp theo.